Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhặt Bãi nha mọi người. Đây, hôm nay lại tiếp tục cần carbon nha. Cần carbon nha mọi người, tất cả đều cần carbon nhé. Đầu tiên là một cây cần carbon Ryobi. Ryobi made in Korea, xuất Nhật. Cần này cần ISO khoan lớn nha. ISO hay sub thì cũng được. Sub. Ryobi này cần carbon master XX cứng 15 dài 2m7. Này. Bát Fuji FX6 New Concept. Đây, dàn khoan còn ok nha mọi người. Ok, cái khoan này có bị rách tí này. Khoan này có bị rách kẽ một tí nha. Về mọi người dán CKB vào đây là xong rồi. Ok. Đọc nè. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người. Ba lóng. Cái cần này dài 2m7, thu vào là 1m01, đột là 1,8 ly, cân nặng là 140 gram. Giờ mình tiến lên bút. Một trăm bốn mươi gram rất là nhẹ luôn. Đây là cái số 1. Số 1 500. Số 2 là một cây cần Daiwa Liberty ISO đọc số 3. Ủa, số 3 đến 40 này là sao? Chưa rõ. Bát Fuji FX6 40 này là 4 mét. Này. Dàn khoan này. Đấy. Khoan Fuji nhá, dàn khoan còn ok hết nha mọi người. Đấy, đọc. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm lóng nha mọi người. Năm lóng. Cần này dài 4m, thu vào là 90cm, đột là 1,4 ly, cân nặng 160 gram. Cây này cây số 2. Số 2 750.000. Số 3 là một cây cần siêu star. Đấy, cần ISO siêu star. Bát Fuji FX6. Cần này đột số 1. Dài 3m7, 3m7 nhưng mà nó bị gãy 5 phân đột rồi nha mọi người. 5 phân đột rồi. Nó bị gãy 5 phân đột, có cái đầu bu đây này nè. Nhưng mà nó bị gãy rồi nên nó tụt luôn cái đầu bu rồi nha. Đây. Thành ra nó còn gắn thêm mấy cái khoan trung gian này đây làm gì không biết. Đây, đọc của nó đây. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng. Bát Fuji FX6. Cần này hiện tại mình đo là dài 3m65 nè. Thu vào là 84cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng 120 gram. Cây này cây số 3. Số 3, 400. Số 4,
đây, bát Fuji FX7, một cây cần ISO khoan lớn nha, ISO khoan lớn, mixing 3x3. Đây, khoan đồ ok, khoan Fuji đồ, vô Fuji đồ ok. Đây, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng, mixing. Cần dài 3m3, thu vào là 94cm, đột là 2,1 ly, cân nặng là 260g, 260g nhé. Cây này cây số số 4. Số 4. 650.000. Số 4 650.000. Số 5 là một cái cần Shimano. Shimano Bass Fuji này. FPS 18 này này. Đấy. ISO khoan lớn. High Power X nha mọi người, High Power X Shimano, High Power X. Này. Này. Xoắn X đây này. Biết cái cần này à. Cái cần này nó bị cái cần này thay đột hay là vẫn đột carbon nha mọi người, nhưng mà nó thay đột hay là nó thiếu, hay là cái cần này như thay đột rồi. Đấy, một lóng nha, nó thiếu khoan này nha mọi người, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, bốn lóng. Đấy. Thay đọt rồi nha mọi người, thay đọt rồi, nhưng mà cái đọt này vẫn là đọt carbon nhé. Hiện tại cái cần này chỉ dài 3m6 thôi, thu vào là 1m, đọt là 2 ly, cân nặng là 180g. Đây, cái nắp vặn chân gần người ta cũng chế rồi nè. Ok, cây này cây số số 5. Số 5 cây này 450.000. Số 5 450.000. Ôi nhầm. Cái này Power X mà, Power X. Cái này 550.000 nha mọi người, 550.000. Nhầm, số 5 550.000. Số 6. Đây. Số 6 là một cây cần Alpha Tac. Đây. 3m3 lóng. Mọi hình thì hơi cũ cũ tí, nhưng mà dàn khoan thì mình thấy còn ok này. Dàn khoan còn ok. Đấy, hai số khoan lớn nha mọi người. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Bass Fuji FX6. Đây, mấy cái chỗ này thì nhựa nó hơi bung rồi, mọi người về cọc lại nha. Cần này dài 3m, thu vào là 1m12, đọt là 1,9 ly, cân nặng là 160g, 160g nhé. Cây này cây số 6. Số 6. Cây này 430.000. Số 7. Số 7 là một cái cần Daiwa. Daiwa Bass Fuji FX7. ISO 5x3. Cái này 5x3 4x4 mọi người, zoom nhé. ISO đọc số 2. Đây zoom này, đoạn này đoạn zoom nhé. Zoom nha mọi người. Đấy. Giờ khoan còn ok nhá. Khoan Fuji. Còn ok. Zoom 5x4. 5x3 chứ, 5x3 4x4. Này, một lóng, hai lóng,
3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng, tính luôn cái dùm là 6 lóng nha. Đây, cây cần này dài 5, tối đa 5m3 này, có thể dùng dùm 4m4 này. Đấy, đây là thu vào là 1m04, đọc là 1,3 ly, cân nặng là 220g. Cây này cây số 7. Số 7 850. Số 7 850 nha mọi người. Số 8. Đây. Một cây cần là Suzumi. Suzumi. Đây, Xilop độc số 4 dài 4,5 m. 4,5 m. Đây, nhưng mà cây này thì người ta thay độc rồi. Độc bị thay rồi nha mọi người, độc bị thay rồi. Mình coi dàn khoang rồi nha. Khoang thì mình thấy còn ok, không bị nứt gãy nha mọi người. Đây, có cái khoang cái này bị nứt chỗ này. Đây. Bị gãy thì bứt chỗ này cho mọi người, về dán sẽ kêu lại là được. Đây, đọt người ta thay cái đọt này rồi, về mọi người có thay cái đọt carbon rồi thay. Đọt này đang là đọt đọt đặc nha mọi người, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng. Bát Fuji. Cần này hiện tại dài 4m2, thu vào là 1m04, đọt là 1,6 ly, cân nặng là 320g. Đây này, cây số 8. Số 8 370. Số 8 370. Số 9 là một cây cần cao ISO NFT Power Loop. Powerlock NFT. Đấy. Đọc số 2 dài 5m4 là đúng của nó. Bát Fuji FX7. Đấy. Dàn khoang. Khoang dàn dưới này mình thấy cái này như cái này bị méo này. Đấy. Như cái này bị méo này. Cái này thì bể chỗ này, bị bể chỗ này, nhưng mà mình thấy vẫn có thể sửa được nha mọi người, vẫn dán keo từ đây qua đây được, dán keo hoặc cục, cục dai gia cố vòng qua đây, từ đây qua đây là được nhé. Sửa hay thay cái đó, một cái khoang, hai khoang thì tùy mọi người nhé. Đấy, như thế này, dàn khoang thì như hình mình quay cho mọi người xem đấy. Đấy. Ồ. Cái đọt này, cái đọt nó cũng bị gãy một đoạn đọt, người ta nấu cho nó đủ đủ độ luôn nè. Đây, nấu nấu đoạn đọt đặt chỗ này nhé. Đấy. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng. 6 lóng nha mọi người. Có cọc cái móc để móc lưỡi vào đây. Cây này dài 5m4, thu vào là 1m04, đọt là 1,65 ly, cân nặng 240g. 240g. Cây này cây số số 9. Số 9 750.000. Số 9 750.000. Số 10. Số 10 là một cây cần Shimano Carbon Holiday Spin. Cứng 10, dài 3,6, ISO khoang lớn nha. Bát Fuji FX7. Khoang còn ok. Đấy. Khoang Fuji, đầu bu Fuji. Đấy. Đầu bu thì hơi bung chỗ này lên tí rồi nè. Mọi người về lấy cái
lấy cái dây cột chỗ này xuống là được, ok nhé, xài được tốt à, không sao cả. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, bốn lóng nhậu. Cái cần này thì nó bị mất cái nắp vặn chân cần này, này bể mất cái nắp vặn chân cần rồi nhé. Về mọi người lấy cái nắp nhựa vặn vào hoặc là chế cái nắp xu vào đây nhé. Cái này thì hiện tại vẫn đang dài 3m6, thu vào 1m, đọt là 1,9 ly, cân nặng 200g. Đấy, tính như cây này tương đối nguyên vẹn này, mất cái nắp nhựa này thôi, còn cái đầu bu thì mình vẫn cọc lại được nhé. Cây này cây số 10. Số 10. Cây này 650.000. Số 10 650.000. Số 11 tiếp tục một cây ISO khoan lớn Shimano Holiday ISO XT đọt số 4, dài 4,5 m. Cây này China xuất Nhật nha mọi người, China xuất Nhật bát đây. Chỗ này nó có cọc cái móc để giữ cần này. Cọc cái móc để giữ cần nhé. Dàn khoan. Khoan thì mình thấy còn ok. Đẹp. Đây, chỉ có một cái này bị hư. Một cái này bị hư, về thay một cái này nhé. Hoặc là về mọi người dán keo vẫn xài được bình thường nhé. Cái này thì cái đọt nó cũng bị gãy một đoạn rồi. Ô, thay đọt luôn nha mọi người. Thay đọt rồi, thay cái đọt rồi nha mọi người. Đọt đặt đây nè, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Rồi. Đồ này là người ta thay chứ không phải mình thay nha mọi người. Về như thế nào bán như thế, người ta thay cái đọt đặt rồi. Đấy, cần hiện tại dài 4m3, thu vào 1m05, đọt 2 ly, cân nặng là 280g. Cây này cây số 11 700 11 700. Thứ hai là một cây cần ISO đọc số 2, dài 5m4. Đấy. Hiệu Siêu Star Bát Fuji FX7. Dàn khoan này, dàn khoan mình thấy còn ok hết nha mọi người. Đây, chỗ này dính giấy đồ gì thôi. Dàn khoan còn ok hết nè. Đọt ra. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn, năm, sáu lóng. Đấy, cái cần này giờ mình đo là thấy còn dài 5m25 này, cái đọt nó bị gãy khoảng 15 phân rồi nha mọi người. Cân nặng là 320g, thu vào là 1m04, đọt là 1,2 ly. Đọt 1,2 ly. Đúng ra đọt của nó khoảng cỡ 0,9 ly thôi. Cây này cây số 12. 12. Cây này 650. 12 650 nhé. Số 13. 13 là một cái cần Suzumi. Đấy. Hôm nay toàn cần carbon thôi nha mọi người. Đọc số 1. Dài 5m3.
5 mét. Đây. Đọt này bị gãy khoảng cỡ 20-30 phân gì đó nha mọi người, 20-30 phân gì đó. Đây, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, năm lóng. Bass Fuji Stanley LX6. Cái cần này hiện tại chỉ dài 5 mét, thu vào là 1m2, đọt là 1 ly, cân nặng là 200g. Cây này cây số 13. Cây này 650.000. 13 650.000. mười bốn là một cây cần Olympic nhé. Đấy, carbon Bass Fuji FX7 ISO khoan lớn nha mọi người. Đây này, cái đầu nó bị bung chỗ này, người ta cọc như thế này xấu nha mọi người. Rồi cọc cái hình chữ X chỗ này là đẹp này. Đấy, cọc xong người nhỏ keo vào, ok, dàn khoan còn đẹp này. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Đấy, cái cần này cũng gãy khoảng cỡ 10 phân đọt rồi, còn dài 3m2, thu vào là 93cm, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 200g. Cây này cây số 14. Mười bốn bảy trăm năm mươi nghìn. Mười lăm là một cây cần đây sub ISO khoan lớn, lua rồi gì cũng được. Đây, XX930TX. Đấy, biết cái hãng gì đây. Này, bát vặn nhé, khoan Fuji, dàn khoan Fuji còn ok nha mọi người, dàn khoan Fuji còn đẹp, đầu bu còn ok luôn. Một lóng, hai lóng, ba lóng chứ mấy mọi người, ba lóng. Cái cần này dài 2m7, hóa ra là những cái ISO khoan lớn là lua biển được à. Đây, cái gần này thấy nó ghi là lua nè, 7-21g màu. Cần này dài 2m7, thu vào là 1m1, đọt là 2 ly, cân nặng 220g. Cái này số 15, giá 470.000. mười sáu là cây cần này ISO đọt số 2, dài 5m4. Cái cần này của thằng nào ta, thêm thằng nào đó mất. Cần này mình thấy giống của siêu star, giống của thằng siêu star nhé. Đây, đọt khoan đây, đọt nó cũng bị gãy khoảng cỡ 10 phân rồi mọi người, mất khoảng 10 phân đọt rồi. Đây, khoan còn ok. Thằng này thấy ghi 5m4, 5m40 đây, nhưng mà đúng ra khoảng 5m3. Cái này không gãy đâu nhiều, mình thấy nguyên ring của nó đấy, không gãy đâu. Đây, ghi 5m40 đấy chứ còn 5m3 là bình thường mà. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng,
Bass Fuji FX6. Cần này dài 5m3, thu vào là 1m02, độc 1 ly, cân nặng 240g. Cây này cây số 16 650.000. 16 650.000. mười bảy là một cây Shimano ISO Holiday ISO XT độc số 2, dài 4m, made in Indonesia. Cây này rất là mới nha, Bass Fuji FX6. Rồi, dàn khoan còn đẹp luôn, khoan còn đẹp nhá. Đây cờ bu ok, một lóng, 2 3 4 5 lóng, 5 lóng nhồi rồi. Bass Fuji FX6, cần này dài 4m, thu vào là 93cm, độc là 1,3 ly, cân nặng 140g. Cây này cây số 10 17. 17 750.000. Số 18 là một cây cần Suzumi độc số 2, dài 5m3. Số 2 dài 5m3, hai cái bọc đào luôn. Đấy. Cái này thì mình thấy là đầu bu khoan còn ok này. Đầu bu khoan còn ok. Xong rồi mình thấy là cái này độc nó bị gãy khoảng 15 20 phân gì đó rồi. Tại vì độc số 2 mà nó to như thế này thì chắc là nó bị gãy 15 20 phân gì rồi. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng nha mọi người. Năm lóng. Đấy. Bass Fuji Stanley LX6. Đây, cái cần này hiện tại còn 5m1 nè, thu vào là 1m12 nè, độc là 1,4 ly, cân nặng là 220g. Nó bị mắc cái nắp vặn chân cần nhé, mắc cái nắp vặn chân cần, về mọi người chế cái nắp xu vặn lại. Cây này cây số 18. Cây này 650.000. 650.000 nha. Số 19. 19 là một cây cần ISO zoom nha mọi người, ISO cây này zoom. Zoom. Đây. Độc số 1 5m3. Đọc số nọt 53MB là cái gì ta? Bass Fuji FX6. Đây. Ồ. Gãy. Đoạn đọt gãy dài đó mọi người. Gãy đọt dài đó. Gãy đọt khá là dài, để tí mình xem được. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng. Này, có đoạn zoom lên nữa nhé, đoạn zoom lên nữa. Cần ISO có zoom nha mọi người, ISO có zoom, có zoom đầy qua nha. Cái này cây đầy qua. Cái này nè, hiện tại là đang bình thường dài 5m3 là
nhưng mà giờ nó còn tối đa là 4,7 zoom lại là 3,95 này. Cái này thu vào là 1,02 m, đọc là 1,8 ly, cân nặng là 180 g. Cây này cây số 19. 19 480 nghìn. 19 480 nghìn. Số 20. 20 là một cây cần ISO khoan lớn 3,6 m. 3,6 m, nhưng mà cây này lắm thì hơi ngắn ngắn, nó bị mắc cái nắp vặn chân cần này. Thấy người ta chế cái nắp nhựa vào chưa? Thấy người ta chế cái nắp nhựa vào. Này, carbon. Carbon mà như da cá nha mọi người. Này, khoan của nó. Cái này đứt này. Đầu bu thì hư rồi nhá. Đấy, có hai cái khoan bị hư như thế này. Này cái này. Này đứt một tí, cái này đứt. Này, về người dán keo vẫn sai giờ xài được, không có thì thay hai khoan này đi nhé. Đây, đầu bu thì hư rồi. Đọc. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng nha mọi người. 5 lóng. Cái cần này thì không có gãy gì hết, chỉ có bị hư hai cái khoan với một cái đầu bu thôi. Bát vặn này. Đấy. Cây cần này cứng 50, dài 3,6 m nha. Cứng 50, dài 3,6 m. Cây này dài 3,6 m, thu vào 83 cm, đọt là 2 ly, cân nặng là 260 g. Cây này số 20. 20 700 700. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video hôm nay của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99 nha mọi người. Mình ở Đà Nẵng. Mọi người mua hàng thì 200 ngàn trở lên thì mình với ship code nha mọi người. Và mọi người phải kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giúp mình, để tránh trường hợp là nhầm lẫn gì so với trên video, hoặc là bị để vỡ gãy nứt trong quá trình vận chuyển nha mọi người. Thì có gì thì mọi người liên hệ ngay cho bên mình để phối hợp giải quyết, còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà các bạn không chịu xem hàng rồi nhận hàng xong mới báo mình nó bị này bị kia nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.